phải xem ngay những điều này nếu mà các bạn đang dùng saffron mà vẫn chưa thấy hiệu quả nhé. Và để ủng hộ cho kênh Cẩm Nang Saffron cũng như là tiếp năng lượng cho mình thì mọi người đừng quên nhấn vào nút like, share và đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh Cẩm Nang Saffron của mình nhé. Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong kênh Cẩm Nang Saffron của mình. Thì dạo gần đây mình có nhận được một số các câu hỏi của các chị em khi mà sử dụng saffron. Thì có một số chị thì bảo là vì sao chị nghe bảo là sử dụng saffron thì giúp giảm cân, nhưng mà chị sử dụng một thời gian rồi mà không thấy giảm gì cả. Cũng có một số bạn thì lại bảo là em sử dụng saffron rất là đều đặn nhưng mà vẫn không thấy hiệu quả gì. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái vấn đề là vì sao mà chúng ta lại gặp phải những cái trường hợp như vậy khi mà sử dụng saffron. Thì nếu mà ai chúng ta đang gặp phải những cái thắc mắc là vì sao mà chúng ta sử dụng saffron trong một thời gian mà vẫn không thấy hiệu quả như là chúng ta mong đợi, thì mọi người hãy cùng xem hết video của mình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là dùng saffron giảm cân nhưng vẫn thấy tăng cân. Việc các bạn sử dụng saffron còn giúp thả lỏng tinh thần, giảm nhẹ gánh nặng về tâm lý của việc giảm cân. Các hoạt chất trong saffron sẽ giúp đào thải độc tố, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ. Vậy nên khi dùng saffron thì các bạn hãy quan tâm đến số đo của các vòng như eo, bụng, bắp tay và sự săn chắc của cơ thể. Đừng vội quan tâm đến cân nặng nhé. Thứ hai là dùng saffron ngừa mụn nhưng vẫn thấy chưa đỡ. Với cơ chế thải độc của saffron thì những người mới dùng saffron sẽ thấy một số hiện tượng như nóng trong người, nổi mụn. Đó là những dấu hiệu của việc đào thải độc tố. Khi cơ thể tích tụ độc tố càng nhiều thì quá trình thải độc diễn ra càng mạnh và lâu. Nếu tiếp tục kiên trì sử dụng saffron sau khoảng 1 đến 3 tuần thì cơ thể của chúng ta sẽ thanh sạch và các bạn sẽ thấy da dẻ mịn màng hơn, đỡ mụn và bớt đổ mồ hôi hơn. Thứ ba là dùng saffron để dễ ngủ nhưng vẫn chưa thấy ngủ ngon. Saffron là một loại thảo dược từ thiên nhiên, nó không phải là thuốc, vì vậy nên là cần phải có thời gian để các hoạt chất trong saffron có thể tác động đến cơ thể. Ngoài ra các bạn cần phải xem lại lượng sợi mỗi lần pha và thời gian uống. Nếu các bạn pha từ 4 đến 5 sợi trên một cốc nước vẫn chưa thấy hiệu quả thì có thể pha đặc hơn tầm 10 đến 15 sợi. Các bạn uống trước giờ đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, hoặc có thể pha thêm các loại trà như trà hoa hồng, hoa cúc để hỗ trợ an thần và giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thứ tư, dùng saffron cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường. Sau khi dùng saffron mà các bạn cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường thì đây là dấu hiệu mà saffron đang có tác động đến cơ thể của bạn. Vì vậy nên là các bạn cần phải có thêm thời gian để cơ thể có thể quen với sự tác động này. Sau khoảng từ 1 đến 2 tuần dùng saffron thì cơ thể của các bạn dần trở lại bình thường, giấc ngủ sẽ được cân bằng lại, các bạn sẽ ngủ sâu giấc hơn. Lúc thức dậy sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẫn hơn. Và vừa rồi là những điều mà làm cho chúng ta sử dụng saffron không thấy hiệu quả. Thì hy vọng là sau khi xem hết video ngày hôm nay thì mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về việc chúng ta sử dụng saffron và kiên trì tiếp tục sử dụng saffron trong những ngày tiếp theo nhé. Và ở video này thì mình có chia sẻ về việc là cái cách sử dụng saffron phù hợp cho từng đối tượng và từng mục đích sử dụng của chúng ta, thì các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới, mọi người có thể tham khảo thêm để chúng ta có thể sử dụng saffron được hiệu quả như là chúng ta mong đợi nhé. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.